Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 9 tháng 12 với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Cập nhật diễn biến trên chiến trường Đông Âu, chiến địa Bakhmut đang là điểm nóng giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine. Khu vực chiến lược ở tiền tuyến Donetsk này đã trở thành địa ngục trần gian khi các trận giao chiến không khoan nhượng gây ra nhiều tổn thất cho quân đội cả hai bên. Mới đây, một cựu đại tá Mỹ đã tiết lộ rằng Ukraine đã mất một lượng lớn quân ở chiến trường Bakhmut. Trước tình hình giao tranh không có dấu hiệu giảm nhiệt ở Ukraine, các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ cung cấp vũ khí cho Kiev để duy trì ưu thế trên chiến trường. Trước động thái tiếp tục công bố các gói tài trợ quân sự cho Ukraine từ Washington, Moscow cho rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang muốn kéo dài xung đột ở Ukraine thêm vài năm nữa. Ở diễn biến khác, một quốc gia EU bị chỉ trích vì gửi món quà bất ngờ cho Điện Kremlin. Cùng với đó, nhà ngoại giao hàng đầu của EU khẳng định khối đang thiếu khả năng phòng thủ quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang có nhiều bất ổn. Một quan chức Mỹ tiết lộ Washington lên kế hoạch trừng phạt Nga và Trung Quốc. Ả Rập Xê Út ký thỏa thuận Huawei thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Anh sắp đàm phán thương mại tự do với Hàn Quốc. Cùng với đó, chính phủ Anh vừa phê duyệt dự án khai thác than đầu tiên trong 30 năm. Một số tin tức đáng chú ý khác, Quốc hội Mỹ thông qua luật bảo vệ hôn nhân đồng giới. Trong khi đó, bảo tàng LGBTQ+ duy nhất ở Nga vừa buộc phải đóng cửa. Thành phố Sao Paulo, Brazil khai trương vòng đu quay lớn nhất Mỹ Latin. Mỗi ngày một câu chuyện, hôm nay hãy đến với Ba Lan xem các sĩ quan hóa thân thành ông già Noel trao quà cho các bệnh nhi. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu chương trình Thế giới hôm nay là những thông tin đáng chú ý về chiến trường Đông Âu. Trang RT đưa tin hôm 8 tháng 12, tập đoàn quân sự tư nhân Mossad của Mỹ đã tiết lộ rằng quân đội Ukraine hiện nay đang hứng chịu thương vong lớn trong trận chiến giành Bakhmut. Đây là thành phố chiến lược tại tiền tuyến Donetsk, nơi thời gian chứng kiến các cuộc giao tranh không ngừng giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng qua. Đối với Moscow và Kiev, Bakhmut mang tầm quan trọng về mặt chiến lược khi là đầu mối giao thông quan trọng ở Ukraine và đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giành lấy toàn Donbass của Nga. Theo Mossad, một số đơn vị đang có tỷ lệ thương vong từ 70% trở lên. Cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, ông Andrew Milburn cho biết rằng, giữa lúc quân đội Ukraine đang kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông đăng tin về mặt trận, Mossad được chú ý vì thường xuyên đăng ảnh và video ghi lại những gì đang diễn ra. Các thị trấn tiền tuyến của Ukraine đang bị tàn phá hoàn toàn ở mức độ mà tôi chưa từng thấy trên các phương tiện truyền thông. Ông nói thêm, Bakhmut trông giống như Dresden và vùng nông thôn xung quanh trông như Poznan. Ông ám chỉ đến một thành phố của Đức bị tàn phá bởi vụ đánh bom của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai và một chiến trường đầy bùn khét tiếng trong Thế chiến thứ nhất. Ông Milburn cũng nói rằng các đơn vị Ukraine được huấn luyện với Mossad đã phải gánh chịu thương vong cực kỳ cao. Những con số ta đọc được trên các phương tiện truyền thông về thương vong từ 70% trở lên là thật chứ không phải phóng đại. Ông Milburn thừa nhận rằng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tân binh để thay thế những người đã mất, đồng thời lưu ý rằng khoảng 80% những người được gửi đến Mossad để đào tạo đều chưa bao giờ sử dụng vũ khí trước đó. Trong khi đó, hôm 8 tháng 12, Nga tiếp tục chỉ trích kế hoạch trang bị vũ khí cho Ukraine của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, quốc gia đến nay đã công bố các gói viện trợ quân sự với tổng giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo Moscow, Washington đang có ý định kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine ít nhất là trong vòng 3 năm tới. Trang RT dẫn lời của bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch châm ngòi cho sự thù địch tại Ukraine đến cuối năm 2025. Giải thích cho nhận định trên, nữ quan chức viện dẫn hợp đồng mua hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM mà Lầu Năm Góc công bố vào tuần trước. Quân đội Mỹ dự tính chuyển giao hệ thống tên lửa trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ này cho Ukraine vào cuối tháng 11 năm 2025. Theo người phát ngôn Zakharova, các cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên lưu ý với cấp trên của mình về điều này, để nhà lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng trước khi cam kết với người dân rằng xung đột sẽ kết thúc vào năm tới, như đã đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Politico hôm 7 tháng 12.
Cụ thể, sau khi được tạp chí Time vinh danh là nhân vật của năm, Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng ông tin cuộc xung đột giữa nước này và Nga sẽ chấm dứt vào năm 2023, khi khẳng định người Ukraine vẫn sẽ có tầm ảnh hưởng nhất trong năm tới, nhưng ở vị thế là những con người được hưởng nền hòa bình. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cùng ngày lại nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài bởi để đạt được tất cả mục tiêu, Moscow sẽ mất khá nhiều thời gian. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng đưa ra lời bình luận đáp trả bình luận của Tổng thống Zelensky về việc xung đột sẽ kết thúc vào năm sau. Cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Tổng thống Zelensky đang phí sức bàn luận về thời điểm xung đột sẽ kết thúc. Ông ấy biết phải làm thế nào để những điều đó chấm dứt, thậm chí nó có thể kết thúc ngay vào ngày mai nếu ông ấy muốn. Nga đã triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, quy định trao đổi một quy chế đặc biệt cho Donetsk và Luhansk, qua đó cho phép các khu vực này có lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp riêng cùng những lợi thế khác. Moscow cũng yêu cầu Ukraine tuyên bố nước này là một quốc gia trung lập và không tham gia bất kỳ khối quân sự nào của phương Tây. Ở phía ngược lại, Kiev tố Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vô cớ. Thưa quý vị, khủng hoảng Ukraine là chủ đề được Đức Giáo hoàng Francisco nhiều lần nhắc đến trong thời gian qua. Mới đây, người đứng đầu Vatican đã rơi nước mắt khi nhắc đến vấn đề này tại một buổi cầu nguyện truyền thống trước Đức Mẹ, trong dịp lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, một ngày lễ quốc gia ở Italy. Lạy Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, hôm nay con muốn mang đến mẹ lời tạ ơn của người dân Ukraine. Đức Giáo hoàng Francisco nói trước khi lạc giọng và không thể tiếp tục bài thuyết giảng của mình. Thị trưởng Rome Roberto Willitri và các nhà giáo dân đã vỗ tay khi họ nhận ra rằng Đức Giáo hoàng suy sụp và rơi nước mắt. Sau khoảng 30 giây, Đức Giáo hoàng tiếp tục. Một lần nữa, con mang đến người lời cầu khẩn của những trẻ em, người già và những người trẻ tuổi trên mảnh đất Ukraine đang chịu quá nhiều đau khổ. Qua đó, Ngài cầu nguyện cho nền hòa bình của thế giới. Với sự giúp đỡ của Chúa, việc thiết lập lại hòa bình hay giải trừ vũ khí là hoàn toàn có thể. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Đức Thánh Cha đã nhắc đến vấn đề này trong hầu hết các bài thuyết giảng trước công chúng. Ở diễn biến khác, trang RT cho biết, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF vừa lên tiếng chỉ trích chính phủ Latvia vì đã thu hồi giấy phép phát sóng kênh truyền hình của Nga là TVDOS, đồng thời kêu gọi nước này giải thích thêm về lý do liên quan đến an ninh quốc gia mà nước này đã đưa ra. Ông Christian Mee, giám đốc điều hành của RSF ở Đức, cho biết thông qua một thông cáo báo chí hôm 8 tháng 12 rằng việc rút giấy phép hoạt động là một cú sáng mạnh vào quyền tự do báo chí và là một món quà bất ngờ dành cho Điện Kremlin. Chúng tôi vô cùng hối tiếc về quyết định này. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, Latvia chính thức cấm TVDOS, tuyên bố rằng nội dung mà kênh này sản xuất gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Ông Mee cho biết lý do này không thuyết phục và nói thêm rằng Latvia nên giải thích chính xác cách kênh này gây nguy hiểm cho đất nước. TVDOS được ra mắt vào năm 2010 và thu hút những MC cũng như khách mời chuyên chỉ trích chính phủ Nga. Vào tháng 3, Moscow đã cấm kênh này vì cáo buộc phổ biến thông tin sai sự thật về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Sau đó, kênh này đã chuyển sang nước ngoài và mở cửa trở lại ở thủ đô Riga của Latvia vào giữa tháng 6. Cuộc tranh cãi hiện tại đã nổ ra vào tuần trước khi người dẫn chương trình lâu năm của kênh gọi quân đội Nga là quân đội của chúng tôi. Người dẫn chương trình cho biết anh ta đã nói sai nhưng vẫn bị sa thải ngay lập tức. Cùng với đó, tổng biên tập của TVDOS đã đưa ra lời xin lỗi công khai và cho biết rằng kênh này hiện đang ủng hộ Moscow. Kênh này trước đó đã bị phạt vì chiếu bản đồ hiển thị Crimea là bán đảo của Nga chứ không phải Ukraine. Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Quốc phòng châu Âu vừa diễn ra mới đây, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell đã nói rằng EU phải bắt đầu chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của khối. Đồng thời, thông báo rằng tổng chi tiêu của các nước thành viên sẽ tăng thêm 70 tỷ euro trong 3 năm tới. Tại diễn đàn, ông Borrell cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu hợp tác nhiều hơn để nâng cao năng lực quốc phòng vì lợi ích chung của an ninh khối. Họ cũng nên nhìn lại cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và lường trước những mối đe dọa trong tương lai.
Ông Borrell cho biết, lần đầu tiên chi tiêu quốc phòng của các nước đã vượt qua mức 200 tỷ euro vào năm 2021. Ông nói, sau chiến tranh lạnh, chúng ta thu nhỏ lực lượng của mình thành những đội quân quy mô nhỏ mà không có sự phối hợp. Chúng ta thiếu khả năng phòng thủ quan trọng. Chúng ta cần phải bù đắp cho nhiều năm chi tiêu không đủ. Tổng chi tiêu quốc phòng mà các quốc gia thành viên đã công bố sẽ tăng thêm 70 tỷ euro nữa trong 3 năm tới. Ông Borrell cho biết, EU đang phải đối mặt với một thách thức trong việc cùng nhau chi tiêu tiền và các quyết định mà các quốc gia đưa ra không chỉ nên tập trung vào các nhu cầu hiện tại, ám chỉ đến tình trạng hỗn loạn ở Ukraine. Ông cảnh báo, nếu chỉ tập trung vào các yêu cầu hiện tại, châu Âu sẽ một lần nữa phải đối mặt với việc năng lực toàn châu Âu bị chia rẽ. Tiếp nối chương trình là một thông tin đáng chú ý về quan hệ giữa các cường quốc Mỹ, Nga, Trung. Dẫn một số nguồn tin thân cận, Reuters cho biết, Mỹ đang có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và Trung Quốc, bao gồm cả việc trừng phạt Moscow liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái của Iran trong xung đột Ukraine. Các quan chức cho biết thêm, các lệnh trừng phạt mới cũng sẽ nhằm vào khoảng 170 cá nhân và công ty Trung Quốc khi Washington cho rằng những người này đang đánh bắt trái phép ở Thái Bình Dương. Các lệnh trừng phạt này sẽ được áp dụng theo luật Magnitsky toàn cầu, luật hình thành năm 2016 cho phép chính phủ Mỹ xử phạt các quan chức chính phủ nước ngoài trên toàn thế giới. Trước đó, Mỹ đã lên án việc Iran xuất khẩu máy bay không người lái quân sự sang Nga. Hôm 7 tháng 12, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng Mỹ đã nhận thấy việc Iran đang tiếp tục cung cấp máy bay không người lái đến Nga. Các biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ nhắm vào một số thực thể công nghiệp quốc phòng của Nga liên quan đến việc chuyển giao máy bay không người lái của Iran. Hôm 8 tháng 12, Ả Rập Xê Út và Trung Quốc đã thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc khi cùng nhau thông qua một loạt thỏa thuận chiến lược trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Được biết, các thỏa thuận quan trọng này bao gồm cả một thỏa thuận với gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc. Vua Salman đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong chuyến công du lần này, ông Tập đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại một quốc gia đang hình thành các mối quan hệ đối tác toàn cầu mới ngoài phương Tây. Xe của ông Tập được các thành viên của lực lượng vệ binh Hoàng gia Ả Rập Xê Út hộ tống đến cung điện của nhà vua và sau đó ông đã tham dự một bữa tiệc chào mừng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Ông Tập đã gọi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út là đang đứng trước một kỷ nguyên mới. Theo Reuters, Mỹ đang cảnh giác theo dõi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và mối quan hệ của nước này với Ả Rập Xê Út. Hôm 7 tháng 12, phía Mỹ cho biết chuyến đi của ông Tập sẽ không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Trung Đông. Reuters cùng ngày cho hay, Vương quốc Anh cũng đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán thương mại Hàn Quốc. Trước tiên, chính phủ Anh sẽ có buổi tham vấn với các doanh nghiệp và nhà đầu tư về những gì họ muốn thấy trong một hiệp định tự do thương mại mới ở tương lai. Sau khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2020, việc đàm phán các thỏa thuận thương mại trên toàn thế giới là mục tiêu chính trong tầm nhìn tương lai của Anh Quốc. London đang tìm cách xây dựng quan hệ với các quốc gia châu Âu, đồng thời mở rộng chính sách đối ngoại dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện Vương quốc Anh vẫn chưa bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại chính thức với Hàn Quốc. Chính phủ Anh cho biết họ cần biết các doanh nghiệp trong nước muốn điều gì đối với một thỏa thuận thương mại tự do. Reuters nhận định rằng với động thái chuẩn bị này, có khả năng sự hợp tác kinh tế trị giá 14,3 tỷ bảng Anh giữa London và Seoul sẽ được mở rộng trong tương lai. Bộ trưởng Thương mại Anh ông Grant Hans chia sẻ, tôi rất vui mừng vì Anh Quốc đang khởi động đàm phán tự do thương mại với Hàn Quốc. Đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh và vượt bậc ở khu vực châu Á. Hàn Quốc hiện là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ ba trên thế giới. Trước đó, cường quốc châu Á này đã ký một thỏa thuận với London để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Cũng theo Reuters, chính phủ Anh vừa lần đầu bật đèn xanh cho các dự án khai thác than mới sau 30 năm. Bất chấp các mục tiêu về khí hậu, dự án này sẽ tạo ra khoảng 400.000 tấn khí thải nhà kính mỗi năm, tương đương lượng khí thải của 200.000 ô tô lưu thông trên đường. Theo Reuters, Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Michael Gove đã phê duyệt dự án xây dựng mỏ Whitehaven ở Cumbria, Tây Bắc đất nước, có trị giá 165 triệu bảng Anh. Mỏ Whitehaven do West Cumbria Mining điều hành dự kiến sẽ cung cấp 2,8 triệu tấn than cốc cho ngành sản xuất thép mỗi năm. Dự án đồng thời được kỳ vọng tạo ra 2.000 việc làm cho khu vực. Bộ Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương nêu rõ, than khai thác từ mỏ Whitehaven sẽ không được sử dụng cho các nhà máy điện than phù hợp với chính sách giảm phát thải nhà kính của chính phủ. Bộ cũng cho biết hoạt động khai thác ở mỏ sẽ đảm bảo mức phát thải về không. Tuy nhiên,
các nhà hoạt động môi trường tin rằng mỏ than mới sẽ tăng lượng khí thải toàn cầu và phá hỏng danh tiếng của Anh sau nhiều năm nỗ lực thuyết phục các quốc gia ngừng sử dụng than đá, nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất thế giới. Với tư cách là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26. Thưa quý vị, trong khi đó, ở Israel, Bộ trưởng Tài chính sắp nhậm chức Bezalel Smotrich tuyên bố rằng chiến lược kinh tế mới của ông sẽ thấm nhuần niềm tin tôn giáo được nêu trong kinh Torah. Ông Smotrich khẳng định việc chiến lược kinh tế mang đậm bản sắc Do Thái giáo sẽ giúp đất nước thịnh vượng. Ông Smotrich hôm 8 tháng 12 cho biết, với tư cách là tân Bộ trưởng Tài chính, ông sẽ nghiên cứu sâu vào hoạt động bên trong của nền kinh tế. Kinh Torah là một trong 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh Do Thái. Ông Smotrich cũng đề xuất một sự thay đổi trong ngân sách chi tiêu của chính phủ trong thời gian sắp tới, bao gồm cả việc tăng ngân sách đáng kể cho nghiên cứu tôn giáo. Theo Reuters, tân Bộ trưởng Smotrich là người nổi tiếng có quan điểm chính trị cứng rắn. Trong buổi phỏng vấn với một kênh truyền hình ở Israel, ông Smotrich đã nói rằng thế giới đã thử nhiều lý thuyết kinh tế, nhưng có một chủ nghĩa các quốc gia vẫn chưa thử, đó là Do Thái giáo. Phía Ngân hàng Trung ương của Israel cho rằng quan điểm tôn giáo cứng rắn của tân Bộ trưởng Tài chính là một sự tiêu hao đối với nền kinh tế và nó sẽ thu hút những người có quan điểm tôn giáo cực đoan tương tự vào lực lượng lao động. Bloomberg trích dẫn một số nguồn thạo tin cho hay các cuộc đàm phán giữa hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu đến từ Pháp và Nhật Bản sẽ kéo dài sang đến năm 2023 nhằm tái cấu trúc lại liên doanh và có những thay đổi mới sau 23 năm hợp tác. Trong liên minh ô tô Nissan, Renault, Mitsubishi, Renault sở hữu 43% cổ phần, Nissan là 15% và phần còn lại là của Mitsubishi. Tại các cuộc đàm phán thành lập công ty mới cho liên doanh vào năm 2023, phía Nissan được cho là muốn mua lại một phần cổ phần của Renault để tạo thế cân bằng với hai đối tác. Trong khi đó, nhà xuất xe hơi Renault SA của nước Pháp đang muốn thuyết phục đối tác Nissan đầu tư vào hoạt động kinh doanh ô tô điện. Theo Reuters, hai nhà sản xuất ô tô đã lên kế hoạch công bố cấu trúc liên minh mới vào đầu tháng 12, nhưng sau đó lại trì hoãn do chưa thống nhất về cách chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ. Rất có thể, các công ty đã tiếp tục đàm phán sau ngày 7 tháng 12 và đang lên kế hoạch sẵn sàng công bố thông tin vào tuần tới tại London, Anh Quốc. Hãng xe Renault cho biết, các cuộc thảo luận giữa các thành viên trong liên minh đang diễn ra, còn phía Nissan đã nói rằng họ sẽ không bình luận về những đồn đoán của giới truyền thông. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Sau Thượng viện, Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua đạo luật tôn trọng hôn nhân nhằm bảo vệ hôn nhân đồng giới và khác chủng tộc tôn giáo. Theo kế hoạch, đạo luật này sau đó sẽ được đệ trình Tổng thống Joe Biden ký ban hành. Với tỷ lệ 258 phiếu thuận và 169 phiếu chống, đạo luật tôn trọng hôn nhân được các nhà lập pháp Mỹ tại Hạ viện bỏ phiếu thông qua hôm 8 tháng 12. Dự luật này là sự bổ sung cho phán quyết hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới của Tòa án tối cao Mỹ vào năm 2015, yêu cầu chính quyền bang và liên bang công nhận hôn nhân giữa người đồng giới hoặc giữa nhiều chủng tộc, tôn giáo, miễn là phù hợp với luật tiểu bang. Phát biểu sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bày tỏ, "Hôm nay, chúng ta đã ủng hộ những giá trị, phẩm giá và vẻ đẹp mà đại đa số người Mỹ tin tưởng và yêu quý." Khi đạo luật tôn trọng hôn nhân có hiệu lực, đạo luật bảo vệ hôn nhân được ký vào năm 1996 của Mỹ cho phép các bang không công nhận hôn nhân đồng giới ở các bang sẽ bị bãi bỏ. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, hiện có khoảng 568.000 cặp đôi đồng giới đang sinh sống tại nước này. Thưa quý vị, trong khi đó, bảo tàng LGBTQ+ duy nhất ở Nga đã buộc phải đóng cửa ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành luật cấm hành động tuyên truyền cho quan điểm và lối sống LGBT đối với tất cả người dân sống tại xứ sở Bạch Dương. Thông tin được Reuters đăng tải. Reuters dẫn lời của Piotr Voskrensenki, 37 tuổi, người sáng lập bảo tàng LGBTQ+ duy nhất ở Nga cho biết anh đã quyết định đóng cửa đứa con tinh thần của mình vào hôm 7 tháng 12, đồng thời gọi đây là bi kịch cá nhân. Voskrensenki, một bác sĩ và cũng là một nhà hoạt động, đã khai trương bảo tàng về LGBTQ+ ngay chính trong căn hộ của mình vào ngày 27 tháng 11, thu hút khoảng 200 lượt khách trong vòng chưa đầy 2 tuần. Mục đích là nhằm tôn vinh các nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng LGBTQ+ thông qua các tác phẩm nghệ thuật như tượng điêu khắc hay sách. Trong đó, nổi bật là bức chân dung của nhà soạn nhạc Piotr Tchaikovsky được biết đến là một người đồng tính. Theo luật cấm tuyên truyền LGBTQ+, được Tổng thống Putin ký ban hành, những cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị phạt số tiền 400.000 rúp đến 5 triệu rúp, tương đương 6.400 đô la Mỹ và 80.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, giới phân tích gần đây nhận định rằng
gia đình Hoàng gia Anh sẽ phải đối mặt với những luồng dư luận trái chiều khi bộ phim tài liệu của vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan Markle trình chiếu, đứng trước câu hỏi xung quanh về loạt phim của con trai thứ hai, vua Charles Đệ Tam đã từ chối bình luận. Xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng tại trung tâm London hôm 8 tháng 12, vua Charles đã nhận được một số câu hỏi từ phóng viên như ông đã xem loạt phim tài liệu của hoàng tử Harry chưa, hay ông đã nói chuyện với con trai của mình rồi chứ? Tuy nhiên, người đứng đầu Hoàng gia Anh đã phớt lờ tất cả. Cùng ngày, các tập phim tài liệu của vợ chồng hoàng tử Harry đã công chiếu trên Netflix. Trong đó, người con trai thứ hai của vua Charles cho rằng yếu tố phân biệt chủng tộc đã khiến gia đình Hoàng gia Anh làm ngơ trước những khó khăn mà vợ anh đối mặt. Hoàng tử Harry đồng thời chỉ trích truyền thông Anh vì những bài viết mang tính công kích chủng tộc nhắm vào Meghan. Trong một động thái liên quan, Cung điện Buckingham đã từ chối bình luận về loạt phim của hoàng tử Harry và vợ của Meghan. Ở Mexico, các nhà khảo cổ học địa phương hôm 8 tháng 12 cho biết họ đã khai quật được một tác phẩm điêu khắc cổ có kích thước và hình dáng như con người tại một khu di tích người Maya ở bang Yucatan, miền Nam nước này. Theo Viện Khảo cổ và Lịch sử Quốc gia Mexico, INAH, bức tượng được làm bằng đá vôi cao 1,68 mét, mô tả một người đàn ông có thể được dùng trong nghi lễ hiến tế. Ông Luis Pantoja, người đứng đầu chương trình khai quật tại khu di tích Okintos cho biết, phát hiện này mang ý nghĩa quan trọng, giúp con người ngày nay tìm hiểu về phong tục, văn hóa của nền văn minh Maya. Ngoài bức tượng điêu khắc, các chuyên gia còn tìm thấy các bản khắc trên tường và bậc thang của những công trình bằng đá trong khu di tích, nơi từng là khu định cư của người Maya cách đây hơn 1.000 năm. Theo Carla Martinez, một nhà phục chế của INAH, nội dung những bản khắc này gồm thông tin về thời gian xây dựng và mô tả về công trình. Cũng trong ngày này, chính quyền thành phố Sao Paulo của Brazil đã cho ra mắt công chúng vòng đu quay lớn nhất khu vực châu Mỹ Latin với chiều cao 91 mét. Giới chức địa phương kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm tham quan mà du khách không thể bỏ qua. Thông tin được Reuters đăng tải. Công trình này được khánh thành vào thời điểm người dân mong muốn ra khỏi nhà và khám phá những điểm vui chơi mới sau thời gian cuộc sống bị hạn chế vì đại dịch COVID-19. Trải nghiệm trên vòng quay khổng lồ, các du khách sẽ có dịp ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố Sao Paulo nhộn nhịp trong vòng 25 phút. Ông Bruno Zali, một doanh nhân địa phương tham gia vào dự án xây dựng vòng quay cao 91 mét cho biết, công trình này không chỉ phục vụ mục đích giải trí, mà nó sẽ trở thành một biểu tượng của Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil có số dân hơn 11 triệu người, đông nhất Nam bán cầu. Phần cuối chương trình hãy đến Ba Lan để xem màn hóa thân thành ông già Noel và trao quà có 102 của các sĩ quan đến những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Những hình ảnh thú vị này sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trong bộ đồng phục đặc nhiệm cùng chiếc mũ đỏ, các cảnh sát chống khủng bố Ba Lan đã đu dây từ trên mái nhà của một bệnh viện ở thành phố miền Nam Reju, mở đầu màn trao quà đầy bất ngờ cho các bệnh nhi. Trong khi đó, những con robot do Min đảm nhiệm vai trò mang những món quà đến các em nhỏ. Theo cảnh sát, những đứa trẻ rất ngạc nhiên và thích thú vì cách trao quà độc đáo này. Theo Reuters, sự kiện thú vị trên đã diễn ra vào ngày 6 tháng 12, nhân ngày Thánh Nicholas. Vào ngày này, các trẻ em tại Ba Lan và một số quốc gia khác sẽ được nhận sô-cô-la và những món quà nhỏ trước dịp Giáng sinh vào cuối tháng.